như vậy ngươi tìm ai nói lý phương hành nói làm cho đệ tử yêu địa và đại tuyết sơn sững sờ coi như phương hành quân công số một bọn họ dẫn ra bốn phần mười tu sĩ tịnh thổ cũng coi như lập công nhưng lợi ích ở trước mắt ai nói lý với ngươi then chốt là nhìn dáng dấp kia của phương hành lại không phải đùa giỡn thì càng để bọn họ có chút không rõ chẳng lẽ hắn thực sự định đi nói lý không trực tiếp động thủ sao phải biết tuy bọn hắn đều đạt được tạo hóa thực lực có thể nói mạnh chưa từng có ca thủ như mây nhưng dù sao đoạt được tạo hóa vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ thực lực cũng không phải tăng nhanh như gió bây giờ đối kháng thần châu bền chắc như thép e là cũng sẽ ngã chồng vó có điều nhìn phương hành chắp hai tay sau lưng hưng phấn sông ra ngoài bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể theo nói thật dù cho phương hành lại làm cử động ghê gớm như thế nào nhưng tính tình kia vẫn để cho người không yên lòng mà lúc này ở khu vực của thần châu trên một đỉnh núi thình lình đạt một hành cung trong hành cung các đạo tử thần tử của thần châu ngồi xếp bằng ở trên thềm ngọc thì bày mười cái bồ đoàn rõ ràng là vị trí tôn quý nhất trong hành cung trung vực viên gia phù tô công tử và trấn uyên bộ hồng anh tướng quân đều có vị trí ngoài ra còn ngồi năm sáu người chống hai ba vị trí các vị đạo hữu đều đến đủ có chuyện gì cứ thương lượng ta xem có thể bắt đầu rồi các tu sĩ lẳng lặng ngồi một lát thấy thanh đàn hương đã cháy hết triệu hồng anh tướng quân mở mắt ra nhẹ giọng nói không nói phù dư công tử cũng sẽ tới sao vì sao chậm chạp không thấy tam hơi trong cung điện có một nam tử mặc đạo bào nhìn về phía một bồ đoàn trống cao mày nói còn có ly hận thiên thanh linh tiên tử phụng thiên đạo cố đạo nhân thiên cơ cung ngọc cơ tử chân nhân cũng không có mặt chúng ta thương nghị ra kết quả sao thanh linh từ trước đến giờ độc hành ba ngày trước đã mất tích ngay cả đệ tử ly hận thiên cũng không biết đi tới nơi nào không cần chờ nàng cố đạo nhân thì cùng ma châu lạc đông hoa có thủ cũ có người nói ước chiến ở đâu đó không có tin tức thiên cơ cung ngọc cơ tử vẫn ở trung bộ ma uyên thôi diễn thiên tượng chí ít phải 7 ngày nữa mới có thể hoàn thành thôi diễn còn phù diêu công tử triệu hồng anh tướng quân nói đến chỗ này nhìn về phía một cô gái mặc áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cười khổ nói phù diêu cung công tử nói là một đám người chen ở trong ma uyên cướp tạo hóa gì đó quá vô vị cho nên nửa đường tránh đi chạy bắc hải học đàn có điều có phù diêu cung mặc sầu tiên tử thay hắn đến cũng giống như vậy chạy đi bắc hải học đàn nghe xong lời của hồng anh tướng quân một đám tu sĩ đều cảm giác bất đắc dĩ ở trong mắt bọn họ phù diêu công tử tự nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng trong mấy ngày này một mực chờ đợi cũng là hắn nhưng chẳng ai nghĩ tới đợi có tới 5 ngày cuối cùng không đợi được hắn đến đường đường cơ duyên huyền quan rơi ở ngay đây hắn dĩ nhiên cảm giác vô vị chạy đi bắc hải học đàn điều này cũng quá không còn gì để nói hơn nữa phù diêu cung địa vị cỡ nào một cô gái cũng có thể thay thế thiên hạ ai không biết nữ đệ tử của phù diêu cung căn bản trời sinh chỉ là thị thiếp nhưng viên gia phù tô công tử nghe vậy nở nụ cười nói chư vị có khả năng không biết mặc sầu tiên tử không thể so với thường nhân thiên địa đại thế đã biến phù diêu cung thiếu từ đồ thành nhân sớm vị trí thánh nữ cũng sẽ sớm quyết định mặc sầu tiên tử là ứng cử viên thánh nữ đời tiếp theo của phù diêu cung nàng bây giờ Đại khái cách vị trí thánh nữ chỉ kém một danh phận mà thôi. Thánh nữ, nghe xong lời này, các tu sĩ đều ngẩn ra, có loại cảm giác nổi lòng tôn kính. Thánh nữ phù diêu cung và địa tử bình thường, địa vị có thể nói cách biệt quá xa, một thiên một địa. Vị trí thánh nữ, có thể ngang hàng thiếu tư đồ, nếu thật như thế, vậy mạc sầu tiên tử đại biểu phù diêu cung tới tham gia đại hội, về mặt thân phận là không kém. Như vậy liền được, nam tử mạc tinh thần đạo báo mở miệng hôm nay ta đến, chỉ muốn hỏi chư vị, chúng ta còn dự định tiếp tục công kích ma châu không? Nghe xong hắn nói, trái tim của các tu sĩ đều dùng mình, đồng thời trầm mặc lại, hồng anh tướng quân cũng chỉ hơi nhẹ gật đầu, nói. Những đạo hữu khác có kiến giải gì không? Một người mở miệng nói. Ý của ta là có thể thu binh, tu sĩ Ma Châu và Hồng Hoang di trùng liên thủ, thế rất lớn, không thể khinh thường, hơn nữa chúng ta có thám tử báo lại, Nói tu sĩ Ma Châu mấy ngày nay bỗng nhiên tăng cường, tựa hồ là mấy cổ tộc không ở tiền tuyến đồng thời trở về, thế lực đã không phải mấy ngày trước có thể. So sánh, hơn nữa bách đoạn sơn trăm tòa sơn mạch, hiện tại đã có 58 tòa vào trong túi thần châu ta, đã đạt đến cực hạn của tu sĩ Ma Châu, nếu như làm quá gấp, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ liều mạng, phần tổn thất này không thể xem thường. Ha ha, nào có cái gì cực hạn. Nam tử Mặc Tinh thần đạo bào nói, cư duyên này cực kỳ to lớn vốn tất cả nên là của thần châu chúng ta chỉ là bị tu sĩ ma châu kia âm mưu quỷ kế phá hủy đại trận lúc này mới giáng lâm ở ma uyên mà thôi ta xem ra nên đoạt lại toàn bộ một đoạn núi cũng không cho bọn họ đả kích những nhãi con kia bớt hung hang kiêu ngạo để bọn họ biết thần châu chúng ta không phải dễ trêu khà khà trừ ác là phải chảy máu tạo hóa ngay ở trước mặt người cam tâm để đệ tử môn phái mình đi chịu chết sao có người lời lẽ vô tình cười lạnh có ý châm trọng, Ta chỉ là không cam lòng, càng không cam tâm đại hoang sơn chúng ta một ngọn núi cũng không chiếm được, người nói chuyện lúc trước nổi trận lôi đình. Dựa cái gì? Các ngươi từng người đến sớm, đoạt lĩnh địa bỏ vào túi, nhưng đại hoang sơn chúng ta chỉ vì thay các thánh nhân thủ vệ phù trận ở cực bắc, khi tới ma uyên chỉ có thể hai tay trống trơn. Ngày hôm nay ta để lời ở lại chỗ này, hoặc là các ngươi nhường ra ba ngọn núi cho đại hoang sơn ta, hoặc giúp đại hoang sơn ta một chút sức lực, cùng ma châu khai chiến đoạt được lãnh địa đều coi như của đại hoang sơn ta chư vị đồng đạo đề nghị này có gì không ổn không khà khà trong đại điện có người cười lạnh lại nhất thời không ai mở miệng bọn họ tự nhiên rõ chuyện gì xảy ra đại hoang sơn tới chậm một ngọn núi cũng không chiếm được trong lòng tự nhiên không cam tâm chỉ có điều bây giờ phần lớn đạo thống đã chiếm được lãnh địa nếu như muốn bọn họ giao ra ai cam tâm mà nếu muốn bọn họ xuất binh giúp đỡ đại hoang sơn và ma châu khai chiến chảy máu chết vì đại hoang sơn cấp địa bàn trong lòng cũng không muốn dù sao ở trong mắt một vài người tinh tường cục diện bây giờ gần như đã định thực lực tu sĩ ma châu chỉ hơi yếu hơn thần châu một chút không phải là bên này hoàn toàn áp chế càng mấu chốt là bọn họ đã ký kết khế ước với hồng hoang di trùng song phương liên thủ càng khó đối phó trước đây tu sĩ thần châu có thể một lần đoạt được 58 ngọn núi là bởi vì phần lớn tu sĩ ma châu đều không ở tiền tuyến mượn cơ hội công kích mà thôi. Bây giờ nghe nói đám tu sĩ Ma Châu kia đã trở về, hơn nữa trước đây trong lòng tu sĩ Ma Châu đều tức. Rồi ruột, hiện tại lại đi chọc bọn họ, e là sẽ gợi ra tu sĩ Ma Châu phẫn nộ, liều lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều, người được lợi ích muốn cầu ổn, nhưng những người chưa từng được lợi ích hoặc không hài lòng với lãnh địa trong tay lại không cam tâm, lợi dụng đại hoang sơn dẫn đầu, tranh chấp không ngớt, cộng thêm đại hoang sơn không phải hạ người vô danh, chính là đại tông ở thần châu Tây Vực, trong tộc có độ kiếp cảnh, ảnh hưởng hết. Sức quan trọng, bọn họ không hài lòng, đạo thống thần châu còn thật không dám không nhìn, chỉ có thể ở đây cãi cọ. Chư vị không nên cười gần, cũng không nên coi đây là việc không to tát, ngày hôm nay đại hoang sơn ta nói rõ ràng, đối với kết quả phân phối hiện tại, đại hoang sơn ta rất không vừa ý, cũng tuyệt đối không đồng ý, nếu chư vị không cân nhắc đề nghị của ta, vậy đừng trách đại hoang sơn ta tự mình ra tay đoạt đồ. Vật nên được, nếu có người dị nghị, vậy thì trực tiếp đánh tới trước mặt thánh nhân, ta không tin đại hoang sơn ta phòng thủ bắt trận có công kết quả lại rơi vào không thu hoạch được gì thánh nhân quyết sẽ không mặc kệ không hỏi nam tử mặc tinh thần đạo bào lạnh lùng bỏ xuống một câu liền ôm cánh tay ngồi đó không lên tiếng nữa xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại trong lòng rõ ràng đây là đại hoang sơn hạ tối hậu thư tự mình ra tay cầm lại đồ vật nên được làm sao cầm còn không phải cá lớn cá bé đại hoang sơn là nói rõ thái độ bọn họ dự định nếu như hôm nay không chiếm được một kết quả sẽ lập tức không phân địch ta trực tiếp tiến công đạo thống thần châu khác cướp đoạt lãnh địa một khi rút dây động rừng lãnh địa thần châu sẽ đại loạn người người tự chiến không còn cách nào đồng tâm hiệp lực đối phó tu sĩ ma châu không chừng sẽ làm cho người ta có cơ hội lật bàn đại hoàng sơn cũng là một đạo thống lớn ở thần châu tây vực cùng côn luân giao chỉ có liên hệ nào đó các tu sĩ không dám cưỡng ép bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh không người mở miệng ngay cả hồng anh tướng quân lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải duy trì trầm mặc. Hiện tại Thần Châu, sau khi trải qua đại loạn lúc đầu, đã hình thành hiểu ngầm, chính là lấy lãnh địa lúc trước làm chủ, lẫn nhau không được thảo phạt, để tránh bị Ma Châu thừa dịp, nhưng Đại Hoàng Sơn trước đây lập công, rồi lại không được bất kỳ lãnh địa nào chính là một tồn tại đặc thù, thế lực của bọn họ không bình thường. Không cho người khinh thường, hơn nữa chiếm lý, không sợ đánh tới trước mặt thánh nhân, hơn nữa nói trắng ra, lấy địa vị và thế lực của Đại Hoàng Sơn, một phần lãnh địa cũng không bắt được, đúng là trò cười, chỉ là coi như vậy, ai lại chịu nhường lãnh địa cho bọn họ. Ngay cả mình cũng không chịu, một khi nhường, những tộc lão kia nhất định sẽ thảo phạt mình. Điều này cũng dẫn đến, nhất thời bầu không khí lung túng lên, ở bước ngoặt này, không người dám mở miệng, để tránh gây phiền toái lên người. Nhưng lúc này có người mở miệng, miễn đi hồng anh tướng quân lo lắng. a à, Đại Hoang Sơn phòng thủ mắt trận có công, bởi vậy chỉ hoãn hành trình, không thể trước thời gian tiến vào ma uyên chiếm lãnh địa xác thực không hợp với lẽ thường chỉ có điều bây giờ cơ duyên sắp giáng lâm đang cùng ma châu tranh đấu thần châu chúng ta cũng chiếm thượng phong nếu mạo mụi khai chiến cũng không phải là thời cơ tốt hơn nữa hiện tại thần châu chúng ta đã có minh ước lẫn nhau không được thảo phạt nếu đại hoang sơn cổ thạch đạo hữu phá hỏng quy củ này chỉ sợ sẽ dẫn tới thần châu đại loạn quy củ sụp đổ ngược lại cho ma châu cơ hội là phù tô công tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng trên mặt mang theo nụ cười nâng một chén rượu nhìn về phía nam tử mặc tinh thần đạo bào. Nhưng tuy nói như thế, đại hoang sơn có công huân, nếu như không được một mảnh lãnh địa, vậy thì thực không còn gì để nói, không bằng như vậy, viên gia ta chiếm được 15 ngọn núi, phân ra ba tòa tặng cho đại hoang sơn, có làm đạo hữu thỏa mãn không? Từ lãnh địa viên gia phân ra ba ngọn núi, tặng cho đại hoang sơn, trong lúc nhất thời, phủ tô công tử làm cho các tu sĩ kinh ngạc nói không ra lời, kia là ba ngọn núi, đặc biệt là ở bách đoạn sơn được phủ chú chiếu giỏi, ba ngọn núi này đại biểu bao nhiêu cơ duyên và tạo hóa. Có thể nói, một ít tông môn nhất lưu của thần châu, có thể ở bách đoạn sơn cướp được một vùng thung lũng đã hài lòng, chỉ có những đại đạo thống và cổ thế gia mới có thể khí thôn Sơn Hà chiếm ba bốn ngọn núi, mà viên gia có thể chiếm được mười ngọn núi, thuần tụy là vận may. Dù cho là viên gia hắn, đều bởi vì mười lăm ngọn núi này, ở trong bóng tối không biết bị biết bao nhiêu oán thầm, nhưng lúc này, phù tô công tử nói, liền làm các tu sĩ nổi lòng tôn kính vì lắng lại đại hoang sơn bất mãn mâu thuẫn trong thần châu càng lúc càng kịch liệt hắn đồng ý phân ra ba ngọn núi đây là khí phách và hào khí bực nào ngay cả thần tử đại hoang sơn cổ thạch cũng choáng váng sau một hồi lâu mới run giọng nói lời ấy thật chứ phù tô công tử giơ chén rượu trong tay mỉm cười nói nếu cổ thạch đạo hữu đồng ý liền uống chén rượu này minh ước vẻ mặt hắn bình tĩnh rốt cục làm cho thần tử đại hoang sơn cổ thạch xác định điểm này tay có chút run rẩy, lúng cuống xót một chén rượu, hai tay giơ lên, ánh mắt nhìn phù tô công tử, trịnh trọng nói. Thực không dám giấu giếm, trước đây cổ thạch ta đối với trung vực tứ đại công tử còn không để ở trong mắt, nhưng hôm nay, chỉ bằng chén rượu tặng tam sơn này của ngươi, cổ thạch ta xem như phục phù tô công tử ngươi, hùng hồn cao thượng, khí phách thông thiên, phần ân tình này, cổ thạch ta ghi nhớ, đại hoang sơn ta cũng nhớ. Dứt lời uống cạn hén rượu, phù tô công tử cũng uống sạch, nói. cổ thạch đạo hữu khách khí tuy ta ở trung vực nhưng sớm nghe nói tây vực đại hoang sơn cổ thạch học cứu thiên nhân kinh tài tuyệt diễm thực lực siêu phàm thoát tục có thể nói kỳ tài ngàn năm đã sớm muốn hết giao nói xong nhàn nhạt, nhạt nhìn thị nữ hoàng sam ở phía sau nói oanh nhi hiện tại ngươi đi ra ngoài truyền pháp chỉ dặn dò thủ hạ nhường ra ba ngọn núi giao cho đệ tử đại hoang sơn khống chế không được sai lầm hoàng oanh nhi thi lễ nói Tuân chỉ nói xong mềm mại rời đi, mà thần tử Đại Hoang Sơn cổ thạch thì kích động không thôi, cùng phù tô công tử nâng mấy chén, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thực không nghĩ tới chuyện này dễ dàng liền giải quyết như thế. Trên thực tế đối với thần châu bây giờ mà nói, đạo thống ôm tâm tình bất mãn như Đại Hoang Sơn rất nhiều, chỉ là tự nghĩ thực lực không đủ, không dám nói ra yêu cầu mà thôi. Lần này chính là muốn mượn thế của Đại Hoang Sơn, đồng thời nháo một phen, lại không nghĩ tới phù tô công tử khí phách như thế, trực tiếp tặng đại hoang sơn ba ngọn núi không chỉ háo giải mối họa hơn nữa mượn chuyện này coi như chặt chẽ vững vàng kéo đại hoang sơn vào trên chiến xa của viên gia ân ba ngọn núi e là đại hoang sơn mấy đời cũng chả không hết mà những đạo thống khác lòng mang bất mãn không có đại hoang sơn dẫn đầu thì không lật nổi bọt nước rồi nhất cử lưỡng tiện phù tô công tử nâng rượu tặng tam sơn sợ là ít ngày nữa sẽ chuyển khắp thần châu ha ha giải quyết tranh chấp là được các vị đạo hữu chúng ta hiếm thấy tụ tập với nhau, sao không cùng uống một chén? Hồng Anh tướng quân giơ chén lên, nhìn về phía mạc sầu tiên tử, phù tô công tử, nâng chén ra hiệu. Được. Những đạo thống chỉ hy vọng duy trì hiện trạng lớn tiếng khen hay, dồn dập nâng chén, mà những đạo thống bất mãn hiện trạng, thấy đại hoàng sơn đã đạt được chỗ tốt, sẽ không vì bọn họ ra mặt, cũng không dám biểu lộ không vui, chỉ có thể giàu dĩ nâng chén, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân có vẻ rung rung nhưng lúc này đột nhiên ở ngoài hành cung truyền đến một trận ồn ào thình lình có một giọng nói kêu lớn lên cái gì các thần tử cùng thương nghị đại sự lẽ nào tiểu gia còn không có tư cách tin vào sao chớ ép tiểu gia động thủ nói cho ngươi biết ngày hôm nay tiểu gia là đến giảng đạo lý còn dám ngăn ta có tin ta lột đầu tên khốn kiếp ngươi không trước tiên để ta thông báo một tiếng a à. ồ kim lục tử ngươi đánh người đi đâu rồi ai thích nghe hắn lải nhải, thông báo cái con chó, chúng ta đi vào trước lại nói. Có đạo lý. Các tu sĩ kinh ngạc, còn không kịp phái người ra ngoài xem xét, đã nhìn thấy ở ngoài hành cung dĩ nhiên xông vào một đoàn người, dẫn đầu là một nam tử cõng đại đao, trên người mặc tăng bào màu xám, rách rách dưới dưới, mắt trưởng hung dữ, một bộ thấy ai không vừa mắt sẽ vùng nắm đấm đánh người, nổi giận đùng đùng xông vào. Hành cung, mà ở phía sau hắn, còn theo một nhóm người, vừa có tu sĩ nhân tộc, lại có yêu ma quỷ quái, có thể nói đa dạng, đủ các loại. Là hắn, Hồng Anh tướng quân nhìn thấy người này, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ. Hắn quả nhiên sống sót trở về, thời gian cũng vừa vặn, nói như vậy, mấy ngày trước tu sĩ ma châu bị kiềm chế quả nhiên có quan hệ với hắn, lúc này xem như náo nhiệt rồi, phù tô công tử thấy hắn, không khỏi khẽ cao mày, sắc mặt lạnh lùng. Phù diêu cung mặc sầu tiên tử có chút không vui, cảm giác người này vô lễ. Lớn mật, cùng đồ phương nào, dám xông vào phòng nghị sự của đạo thống thần châu, mấy người chủ trì còn chưa mở miệng, phía dưới sớm có người hét lớn, dồn dập nhảy lên, ngăn cản đường đi. Lại có người không biết ta. Nam tử áo xám chỉ tay vào mũi của mình, vẻ mặt khó tin nhìn mấy người ngăn cản đường đi của mình. Người, gặp ngông cuồng, nhưng chưa thấy ngông cuồng như vậy, mấy tu sĩ chặn đường trong thời gian ngắn còn thật không biết trả lời như thế nào nhưng lúc này hồng anh tướng quân mỉm cười đứng lên nhanh đón phương hành cười nói phương hành phương đạo hữu nghe nói mấy ngày trước bị ma châu vây khốn thật là làm ta lo lắng hôm nay thấy ngươi an toàn trở về không những không tổn thương trái lại khí thức càng chất phác thật đáng mừng đến 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 mời vào ngồi mua trái này ta tẩy trần cho ngươi hắn chính là phương hành nghe hắn nói mấy tu sĩ ngăn cản phương hành giật này mình theo bản năng lùi về sau hai bước chẳng trách kẻ này ngông cuồng như vậy tên tuổi phương ma đầu thật là như sấm bên tai chỉ có điều truyền thuyết không phải nói hắn đã chết ở trong ma châu sao sao ngày hôm nay xuất hiện ở trong phòng nghị sự tẩy trần một lúc lại nói ngày hôm nay tiểu gia tới đây không phải uống rượu phương hành cũng không đi đến mà chống nạnh đứng ở cửa hành cung giữ dàn nhìn về phía các tu sĩ Ngực. hồng anh tướng quân bưng chén rượu cười khổ nói. Vậy hôm nay ngươi tới là vì, Phương Hành trả lời đại nghĩa lẫm nhiên. Nói lý, phóc. Trong sân có tu sĩ mới vừa uống rượu không khỏi phun ra ngoài, sau đó vội vã che giấu. Những tu sĩ khác nghe xong câu này, từng cái từng cái sắc mặt quái lạ, danh tiếng của Phương Hành cực kỳ vang dội, từ trình độ nào đó gần sánh bằng trung vực tứ công tử, nhưng ai không biết ma đầu kia chưa bao giờ nói lý. Ai nghĩ tới lần này hắn lại chạy đến phòng nghị sự nói lý chứ? ngạch nói lý gì trên đầu hồng anh tướng quân mang theo mũ giáp không nhìn ra hỉ nộ chỉ là âm thanh có chút run rẩy cố nén ý cười nhưng phương hành rất chăm chú xoắn tay áo nhìn hồng anh tướng quân nói ta chỉ hỏi ngươi hiện tại quân công của ta xếp thứ mấy hồng anh tướng quân hơi run nhưng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ngọc chăm chú lật xem nói ba cổ đoạt mười bảy núi hóa giải ma châu chiếm địa lợi thái âm hà là một công phòng thủ đại trận, ngăn cản tu sĩ Ma Châu trước sau 14 lần xâm phạm là một công, tặng trấn uyên bộ bốn núi để chú đóng binh mã, cũng là một công, trước sau tính toán, quân công này có thể nói. Vẫn chưa xong, Kim Ô đã nói. Còn gì nữa không, mấy ngày trước huynh đệ chúng ta tiềm nhập lãnh địa Ma Châu, tối thiểu hấp dẫn 4 phần 10 nhân mã, lúc này mới để các ngươi thừa lúc vắng mà vào. Nếu không các người thật cho rằng có thể từ trong tay tu sĩ Ma Châu cướp được nhiều địa bàn như vậy, ngươi nói xem, ngài có tính đại công hay không hồng anh tướng quân biểu hiện hơi ngưng nghiêm mặt nói tự nhiên có thể coi là một công là đại công phương hành thoải mái khoát tay áo nói được vậy ngươi tính xem ta xếp thứ mấy hồng anh tướng quân lật sách biểu hiện nghiêm nghị đáp trấn nguyên bộ ghi chép quân công số một các tu sĩ ở xung quanh giận này mình không biết có bao nhiêu ánh mắt quái lạ nhìn về phía hồng anh tướng quân vẻ mặt nghi hoặc và không cách nào tin tưởng còn đối với chuyện này hồng anh tướng quân cũng cười khổ nói chính xác trăm phần trăm chư vị không tin có thể tìm đọc các tu sĩ đương nhiên sẽ không thật sự đi xem hồng anh tướng quân có gan to bằng trời cũng không dám làm giả quân công càng không thể vì một ma đầu mà ở dưới vạn chúng chú mục làm giả chỉ là ma đầu kia lại có quân công cỡ này thực khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên này há không phải nói quân công của một mình hắn dĩ nhiên còn cao hơn trung vực chư tử sao, vừa nghĩ đến cái này, ánh mắt nhìn về phía ma đầu kia, lại không miễn được có chút quái lạ, phương hành nghe được đáp án này, cũng thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa tay ra. Chỗ tốt đâu, Hồng Anh tướng quân hơi run run, rất phối hợp ngập ngừng nói. Chuyện này, phương hành thì bước ra một bước, hùng hổ dọa người nhìn về phía các tu sĩ, đặc biệt là phù tô công tử, Tiêu gia ta liều mạng giúp các ngươi lập xuống nhiều quân công như vậy, hiện tại ta không thèm tính toán từng cái với các ngươi, chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, lãnh địa của ta đâu? Chỗ mau chốt tới rồi. Trong đại điện, nhất thời an tĩnh một lát, sau đó các tù sĩ đều hiện lên nụ cười cổ quái, đã có khinh miệt, cũng có trào phúng, khó chết tiểu ma đầu đột nhiên xông vào trong đại sảnh nghị sự, trước giọng giạc nói muốn giảng đạo lý, lại công khai hỏi công trạng, nguyên nhân mục đích cuối cùng nhất không khác gì đại hoang sơn là cảm thấy bây giờ thế cục của bách đoạn sơn đã định mình lại rơi vào cảnh hai tay trống trơn chạy tới nói lý lẽ tâm tình này các tu sĩ có thể lý giải nhưng lại vẫn cảm thấy hoang đường trong đại sành có người mở miệng cười ngươi cho rằng tạo hóa chi địa là cái gì đưa tay đòi hỏi là có thể đạt được người nói chuyện là một thiếu niên tuổi tác không lớn người khoác hạc bào xếp bằng ở trên một bồ đoàn thần sắc rất khinh thường hơn nữa trong ánh mắt nhìn Phương Hành có vẻ phẫn hận không che giấu được. Ngươi là ai? Phương Hành nhìn về phía thiếu niên này, khẽ cao mày hỏi. Ta chính là thần châu Bắc Vực, đệ tử chân truyền thuần dương đạo lý hiên dương, như thế nào? Thiếu niên kia ngóc đầu lên, dù đối mặt với Phương Hành hung danh vô tận, cũng không chịu nhượng bộ chút nào. Nguyên lai là hắn. Các tu sĩ nghe vậy, không ít người âm thầm gật đầu. Ân oán giữa Phương Hành và thần châu Bắc Vực, người biết rất nhiều năm đó hắn vì giúp sư phụ của mình hà giận xông vào phong thiện sơn từ trận thứ nhất xông qua trận thứ 10, dệt sát không biết bao nhiêu thiên kiêu của thần châu bắc vực cuối cùng ngay cả thần tử thuần dương đạo tống quy thiện cũng rơi xuống thần đàn còn bại lộ sự tình hắn tu ma cho nên thuần dương đạo không thể không nhịn đau cắt thịt chấn áp thiên kiêu được tông môn ký thác kỳ vọng cao ở hậu sơn cho tới hôm nay còn không có thả có thể nói diệt tuyệt một đời trẻ tuổi của bắc vực mà đến cuối cùng hắn còn trực tiếp đoạt phong thiện đỉnh đào tẩu khiến bắc vực đại loạn khí vận tản mạn khắp nơi mười năm cũng không khôi phục nguyên khí phần thâm cừu này có thể nói đã sớm chôn sâu ở đáy lòng các tu sĩ bắc vực suốt đời khó quên mà thuần dương đạo lý hiên dương là sau khi tống quy thiện bị chấn áp thuần dương đạo phí vô số tâm huyết dùng thời gian 10 năm bồi dưỡng ra được một người nối nghiệp tục truyền cũng là thiên kiều bất thế tiềm lực không thua tống quy thiện hơn nữa người này đã kế thừa khí vận của thần châu bắc vực tự nhiên không có thiện cảm với phương hành, nói không chừng ngày nhớ đêm mong, đều muốn đoạt về phong. Thiện đỉnh, trọng trấn uy danh bắc vực, hai người này gặp mặt, lộ ra có chút ý tứ, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Thần châu bắc vực, phương hành nghe, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó kinh ngạc nói. Các ngươi còn chưa chết sạch sao? Người! Lý Hiên Dương nghe xong lời này, tức đến lông mày nhíu chặt, vỗ bàn đứng dậy, tay cầm trường kiếm chỉ phương hành quát lên. Ma đầu, năm đó ngươi giết tu sĩ bắc vực ta, đoạt chấn vận chi bảo, Thu này không đợi trời chung, bắc vực tam đạo ngàn vạn tu sĩ, không người không muốn chính tay đâm ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ chu ngươi ở dưới kiếm, đoàn lại phong thiện đình. Vậy sao bọn hắn không đến, lại không người kéo chân của bọn hắn nha? Phương hành uể oải trả lời, một bộ tùy ý, Lý Hiên Dương thét lên. Nếu không phải trong 10 năm này, người hoàn toàn không có tung tích sớm đã bị tu sĩ bắc vực ta chém giết hiện tại ta không phải hoàn toàn không có tung tích đứng ngay ở chỗ này sao ngươi không đến phương hành cười lạnh chắp hai tay sau lưng một bộ xem thường người lý hiên dương tức nói không ra lời mặt nghẹn thành màu đỏ tía người cái gì ngươi thấy được ngươi ta mới biết tu sĩ bắc vực chính xác chết sạch nếu không sao đến phiên ngươi vào ma uyên phương hành nói chuyện chậm rãi lại từ từ đâm thẳng vào tim gan. Ta, ta giết ngươi vì tu sĩ bóc vực chính danh. Lý Hiên Dương vốn là người tính tình nóng này, đây cũng là tác dụng phụ khi tu hành công quyết thuần dương đạo chưa đạt đến đại thành. Nếu tu đến cảnh giới của Tống Quy Thiện hay thuần dương đạo chủ, hỏa ý nội liễm, cả người trở nên thâm trầm, hàm xúc. Lý Hiên Dương rõ ràng không có đạt đến một bước này, bằng không sẽ không vừa thấy Phương Hành liền nhịn không được mở miệng châm chọc. Lúc này cùng Phương Hành so công phu miệng lưỡi, chỉ vài câu đã bị tức giận bốc khói, con mắt đỏ bừng, vậy mà dơ kiếm xông về phía trước, dù. Một kiếm này, giống như ở trong đại điện triệu hoán ra một hỏa long, vắt ngang hư không, muốn xuyên qua ngực phương hành. Quả nhiên không hổ là người nối nghiệp của Tống Quy Thiện, lão quái vật của thuần dương đạo tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra, tuổi còn nhỏ đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Một kiếm này càng rất được tinh túy của thuần dương đạo, trưởng thành sẽ là đại nhân vật. Các tu sĩ ở xung quanh không ai là người bình thường, tự nhiên xem thấu môn đạo, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Trong đại sành, đã ẩn ẩn có người sinh ra hứng thú, muốn nhìn kết quả như thế nào. Dùng thân phận của phương hành, thắng kẻ này không quá mức hào quang, nhưng nếu thua, dù chỉ thu một chiêu, cũng không mặt mũi làm người, mà đối mặt một kiếm của Lý Hiên Dương, phương hành vẫn chắp tay sau lưng, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Chờ mắt nhìn kiếm của Lý Hiên Dương đâm tới lồng ngực, đáy mắt thậm chí tóe lên sát cơ. Phương Hành vẫn không động, chỉ bất quá, một người sau lưng hắn lại động, không đúng, là một con lừa. Con lừa kia người khoác ngân giáp, bốn vó đạp trên hỏa vân, sư một tiếng từ sau lưng Phương Hành lao ra, đầu xoay chuyển, cái mông quay về phía Lý Hiên Dương, hai chân sau đạp ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ, lại không thua một kích của kim đan viên mãn, cơ hồ trong chớp mắt đã hùng hăng đá vào ngực Lý Hiên Dương, làm xương cốt. Của hắn vỡ vụn không biết bao nhiêu cái, kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài. Bảo kiếm trong tay lanh cang rơi xuống đất Hừ hừ Loại người như ngươi cũng muốn khiêu chiến sư phụ ta sao Con lửa kia miệng nói tiếng người Cực kỳ xem thường Muốn gặp chân Phật Trước qua con lửa ta Nhất thời trong đại điện loạn tung phèo Không biết bao nhiêu người ánh mắt trợn tròn Người nối nghiệp của thần tử thuần Sưng đạo tống quy thiện Lại bị một con lửa đá bay Con mẹ nó còn là con lửa chưa hóa hình Càng có người nghĩ Con lửa kia sưng ma đầu kia là cái gì chẳng lẽ ma đầu kia thu một con lửa làm đồ đệ đồ nhi ngoan làm không tệ thời điểm các tu sĩ kinh ngạc phương hành hết lần này tới lần khác vỗ vỗ đầu con lửa một bộ lòng ta rất an ủi ấy khà 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 là sư phó dạy đúng cách con lửa thu chân ở trước mặt phương hành lắc đầu vẫy đuôi giống như chó sù một bộ sư từ đầu hiếu thật để cho người ta buồn nôn phương đạo hữu thu hảo đồ đệ thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên lại là trà trà tiên tử thời điểm lý hiên dương bị con lừa đạp bay nàng liền xuất thủ tiếp nhận thiếu niên này nhưng lý hiên dương thấy đạp bay mình lại là một con lừa đã tức đến khí huyết công tâm ngất đi trà trà tiên tử thân là thần nữ âm linh đạo minh hữu của thuần dương đạo vào lúc này sắc mặt giận dữ nói oa ha ha còn tạm được đồ đệ này rất hiếu thuận phương hành cười ha hả lại nhìn trà trà tiên tử truyền âm nói chứ ngươi giúp ta ta nhận nhân tình này Trà trà tiên tử cũng truyền âm nói. Không có gì, ta rất không thích kẻ này, lần sau ngươi tìm cơ hội phế hắn luôn giúp ta. Má, phương hành hết chỗ nói rồi, nhìn khẩu khí của trà trà tiên tử, khó trách vừa rồi nàng không ngăn cản Lý Hiên Dương ra tay, cổ nhân nói không sai, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Ha ha, bây giờ còn có người có ý kiến không? Phương hành đảo mắt nhìn các tu sĩ, hung thần ác sát hỏi. Lần này, ngược lại không người mở miệng, bản lĩnh không tốt, nhìn thấy một con lừa dưới trướng hắn cũng bất phàm như thế, sau lưng đi theo đám yêu ma quỷ quái kia, cũng không giống như thiện nam tính nữ, nơi nào còn dám khinh thị, mà có bản lĩnh thì tự trọng thân phận, sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra gây chuyện, dù sao người. Nguyện ý xuất lực không có kết quả tốt, ở trên đời này còn không nhiều, nếu nói trước đây còn có người hoài nghi phương hành không có tư cách vào phòng nghị sự, vậy bây giờ đã không người hoài nghi. Con lửa đá bay Lý Hiên Dương, trên thực tế cũng là thay phương hành Dương oai, bây giờ khí thế đã lên ngược lại có không ít người nghe phương hành nói ánh mắt đã phụng trộm nhìn phía trên phủ tô công tử những người có ý đục nước béo cỏ thì càng vui vẻ nào còn có thể nhìn không rõ phương hành nhìn như đang hỏi hồng anh tướng quân đang hỏi các tu sĩ trong sành trên thực tế đầu thương là nhắm vào viên gia phủ tô công tử viên vô đạo dù sao trước đây hắn vốn có mười ngọn núi về sau đều bị viên gia tiếp thu ở trong bầu không khí ngột ngạt phủ tô công tử không nói gì qua nửa ngày mới nhà nhạt, nhạt nói ngươi đi ra ngoài trước, sau đó ta sẽ tìm ngươi, bộ dáng kia, giống như đại nhân đang đổi một hài đồng ngang bướng. Tiểu ra là tới nói lý, lý nói không thông, chỗ nào ta cũng không đi, phương hành cười lạnh, dứt khoát đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn về phía hồng anh tướng quân. Bằng quân công của ta, có nên được lãnh địa hay không? Hồng Anh tướng quân trả lời chém đinh chặt sắt. Nên, Phương Hành chưa hỏi vậy lãnh địa của ta đâu? Hồng Anh tướng quân trả lời càng nhanh. Nó không ở trong tay ta, Phương Hành trực tiếp chửi ầm lên. Vậy ở trong tay tên vương bắt đản nào? Hồng Anh tướng quân quay đầu liếc nhìn phù tô công tử một cái, cười khổ ngồi xuống uống rượu, không trả lời. Phương Hành thì nở nụ cười, nhẹ gật đầu nói. Há, nguyên lai là ở trong tay ngươi, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Mặc dù Phương Hành cố ý bỏ bớt đi mấy chữ, nhưng các tu sĩ đều không phải người ngu, nghe không ra hắn nói có ý gì, nhất thời cả đại sảnh đều trở nên an tĩnh, các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm tên vương bát đản này chẳng phải là rõ ràng chỉ phù tô công tử. Lá gan của ma đầu kia cũng quá mập đi, nghe nói hắn cũng có huyết mạch viên gia, chẳng lẽ không biết phù tô công tử ở viên gia là dạng địa vị gì, thần châu trung vực cổ thế gia gia quy sâm nghiêm, tội bất kính sẽ nghiêm trị rất nặng. Bọn họ nhịn không được đi vụng trộm dò xét đổ lộ của phù tô công tử, muốn nhìn đối phương sẽ xử lý như thế nào. Lúc này phù tô công tử mặt không biểu tình, bung một ly rượu, ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thập cửu ra, chớ có hồng ngôn loạn ngữ, công tử bảo người lui ra, người liền lui ra, sau này hắn tự có thủ lệnh triệu ngươi đến, phù tô công tử không nói, sau lưng hắn, hồng tước nhì nhịn không được thấp giọng gian dạy, cũng may nàng còn biết lễ nghi, sừng một tiếng thập cửu ra, thấp giọng khuyên hắn tạm thời rời đi. Thế nhưng lúc này, Phương Hành còn cười cợt nói chuyện sắc mặt đại biến, hai mắt như kiếm nhìn về phía Hoàng Oanh Nhi, thanh âm lãnh khốc. Tiện tì, ta đang cùng công tử nhà ngươi nói chuyện, ngươi ở đâu có tư cách xen vào, lời này vừa ra, bầu không khí trong sảnh có chút vi diệu. Bên người phủ tô công tử có ba tùy tùng, mặc dù trên danh nghĩa là nha hoàn, nhưng rất được phủ tô công tử sủng ái, thân phận tự nhiên không bình thường, ngay cả nữ đệ tử của phủ diêu cung thấy ba người các nàng, cũng ngang hàng tương giao mà nếu các nàng mang pháp chỉ của phù tô công tử ra ngoài giải quyết việc công thì ở trong đạo thống bình thường thân phận không thua gì đạo tử thần nữ nhưng lúc này lại bị người quát mắng mặc dù bàn về thân phận phương hành xác thực cao hơn nàng nhưng mắng một tiểu tỳ như vậy cũng có chút thất lễ ngược lại là một số người ở sau lưng phương hành đều minh bạch cái gì quay đầu nhìn sở từ lúc này khuôn mặt sở từ đỏ bừng thân hình khẽ run tràn đầy xúc động người khác không rõ nàng tự nhiên biết lúc trước nàng vì cứ phương hành đến trước điện của phù tô công tử cầu người kết quả bị ba người kia nhục nhã khiển trách nàng không xứng cùng mình đặt song song dù chịu đi theo cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nô tỳ chuyện này lúc đầu bị nàng chôn ở đáy lòng nhưng ôn nhất điện lại đào lên sau đó thêm mắm thêm mối nói cho phương hành biết phương hành thì vốn là người có thủ tất báo lúc này là cố ý nắm cơ hội chuyên môn giúp nàng hà giận hồng tước nhi nhất thời cũng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi bình thường không người dám quát nàng như vậy, khiến cho nàng nhất thời không kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn về phía phủ tô công tử, chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn giống như nhiều thêm một vòng xương lạnh, nhưng vuốt vuốt chén rượu trong tay, rõ ràng không có ý tứ mở. Miệng nói gì, đành phải cưỡng chế lửa giận, thấp giọng nói. Ta là thay công tử truyền lời mà thôi, thập cửu ra không cần. Nơi thì truyền lời thì có thể tùy tiện sao? Phương Hành lạnh giọng trả lời, khóe môi nhếch lên cười lạnh, người hồng tước nhi bị hắn nói tức đến không kịp thở ngôn từ ác độc như thế nào có chút thân phận quý nhân vào lúc này ngay cả từ diên nhi luôn trầm mặc ít nói cũng không nhìn được một việc quát lên nàng này ngược lại lợi hại một câu chỉ trích phương hành không có phong phạm quý nhân chỉ bất quá so với phương hành vẫn kém xa trực tiếp chống lạnh mắng ta không giống quý nhân cũng là quý nhân người có vinh quang vẫn chỉ là tiện tỳ thấp hèn người một câu nói kia làm tử diên nhi không mở miệng nổi thập cửu gia ngài như vậy là không đúng dùng thân phận của ngài cần gì phải ở chỗ này ồn ào với hai tiểu tỳ nếu như truyền ra ngoài hỏng thanh danh của ngài không nói sợ là ngay cả danh dự của gia tộc cũng bị ảnh hưởng ngài có thể sống từ ma châu trở về ba người chúng ta đều thay ngài cảm thấy cao hứng nhưng ngài dù sao còn chưa trở về gia tộc nếu ở nơi này liền hỏng thanh danh về sau muốn gọi ngài một tiếng thập cửu gia cũng khó khăn Lúc này, Hoàng Oanh Nhi đi truyền pháp chỉ trở về, thấy một màn này, liền nhẹ lời khuyên bảo, không giống Hồng Tước Nhi và Từ Diên Nhi, nàng mặt đầy mỉm cười, ngôn từ lợi hại, thậm chí còn mang theo uy hiếp. Ngươi là cái mặt hàng gì, cũng sướng gọi ta một tiếng ra, gọi đồ đệ của ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Phương Hành lại không ăn một bộ kia của nàng, đối với ba mỹ nhân kia hắn đều không có cảm tình gì, bắt ai mắng ai, hết lần này tới lần khác con lừa cũng mở miệng hát đệm, gọi đại gia quá già, gọi quái thúc thúc đi. Khà 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 khà, đại chất tử, ngươi là không hiểu được, gọi đại gia là có ý vị khác, nếu không trong kỹ viện lấy đâu ra nhiều đại gia như vậy, lúc này Kim Ô đã nghe rõ ràng, nhất thời lòng ngưỡng ngáy khó chịu, nhìn không được nở nụ cười. Một xu một đồ ra trận đã khó lường, bây giờ lại thêm Kim Ô, hiệu quả còn hung ác hơn tiền pháp, làm ba mỹ nhân kia cơ hồ muốn bốc khói, trong lúc nhất thời trong lòng ba người đều dâng lên sát khí cúi đầu liếc nhìn phù tô công tử chỉ thấy hắn vẫn không để ý đến trong lòng liền có quyết định thời điểm công tử tức giận từ trước đến nay chỉ cần không phản đối kia chính là cho phép ba người mình làm gì cũng được lại thêm khó thở càng không rảnh đi tinh tế phân biệt xúc sinh cũng dám nói hưu nói vượn ở trước mặt tỷ muội chúng ta trong nháy mắt tử diên nhi nổi giận quát thân hình như mây khói tung bay qua một cước đạp về phía kim ô cùng lúc đó hồng tức nhi cũng bắn người bay ra một kiếm ảnh sáng loáng, thình lình chém thẳng rốn đầu con lừa. Hai tùy tùng thình lình cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, một thân tu vi, sợ không dưới chảm nhị cảnh, cực kỳ đáng sợ. Thập cửu ra đứng lâu, mời uống một chén giải lao. Lúc này, Hoàng Diên Nhi cũng động, tay nâng chén rượu, thân hình nhẹ nhàng, chớp mắt vọt đến trước mặt phương hành, cười cười hạ bái, hai tay nâng rượu dâng lên, động tác nhìn như nâng rượu, nhưng trong lúc giơ tay nước chân đạo ẩn vận chuyển, không ngờ phong tỏa hết thảy động tác của phương hành ở bên trong thậm chí ngay cả không gian chung quanh hắn cũng khóa kín lại mượn tên dân rượu muốn ngăn cản phương hành cứu viện hai người khác dù sao ba mỹ nhân còn kiêng kỵ thân phận của phương hành nhưng đối với kim ô và con lừa lại không để ý vào lúc này ba người liên thủ do hoàng oanh nhi xuất thủ cuốn lấy phương hành để hắn không giành ra tay cứu viện hồng tước nhi và tử diên nhi xuất thủ với con lừa và kim ô đằng đằng sát khí lại động sát cơ như muốn mượn cơ hội chạm hai người này cho hả giận, cũng thuận tiện cho phương hành một hạ mã huy. Nếu là người khác, các nàng bố trí như thế, xuất thủ ngoan độc, thật có khả năng đạt thành mục đích, chi tiết các nàng đánh giá thấp bản sự của ba người này. Đối mặt Hoàng Oanh Nhi dân rượu, phương hành không tránh không né, cười hì hì tùy ý nàng đến trước mặt mình, thậm chí tùy ý nàng phong tỏa hư không xung quanh, sau đó mặt không đổi sắc, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, đưa tay cầm tới chén rượu. Cũng trong nháy mắt, Hồng Tức Nhi và Tử Diên Nhi đã đến trước mặt con lừa và Kim Ô, con lừa cũng dứt khoát, thời điểm cảm nhận được ba mỹ nhân truyền đến sát cơ, trực tiếp quay đầu bò chạy, hai vó hung hăng bước ra, dựa thế lèn đến sau lưng lệ anh, Tử Diên Nhi vào tới vị trí của con lừa, lại chỉ cảm thấy. Hoa mắt, con lừa đã không thấy, ngược lại trước mặt nhiều một tiểu tử ngốc cực kỳ xấu xí, nhìn mình nhếch miệng cười, dọa đến nàng run rẩy, lảo đảo lui lại. Hồng Tức Nhi đà về phía Kim Ô một cước, gần như không thấy kim ô có động tác gì móng vuốt tìm tòi lưu lại một chuỗi hư ảnh để nàng kịp phản ứng móng vuốt đã bắt được bắp chân của nàng kéo nàng lật ở trên mặt đất sau đó một cái móng khác kéo một cái kinh hình kéo xuống với giày của hồng tước nhi lộ ra một đôi chân ngọc hai mắt tặc ô này tỏa sáng trong miệng chật chật tán thưởng từ đáy lòng phát ra tiếng khen vừa rồi ngươi đạp qua một cước ta liền biết đây là một đôi chân ngọc cực phẩm giật ra xem xét quả nhiên không sai một màn bất thình lình là ba mỹ nhân đều bị dọa sợ. Bản thân các nàng đều là cao thủ khó được, thực lực không thua đạo từ thần nữ bình thường, sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Ngay cả cô gái bình thường, bị người chụp chân ngọc ở trong tay thưởng thức cũng sẽ kinh hoàng, huống chi là các nàng, dùng thân phận của các nàng, trên người hết thầy đều là của phủ tô công tử, làm sao có thể để nam nhân khác trông thấy. Đây quả thực là đùa giỡn dưới ban ngày ban mặt. Hoàng Oanh Nhi kinh hãi, muốn đứng dậy đi qua giúp Hồng Tức Nhi, nhưng phát hiện trên đỉnh đầu của mình, một đạo lực lượng hùng hồn phủ xuống, thình hình ép xương cốt của nàng Ba Ba rung động, tựa như thái sơn áp đỉnh, căn bản một chút cũng không thể động, sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vô Hành đưa tay cầm chén rượu trên tay, của mình, cũng không có động tác khác, thậm chí không có thi triển thuật pháp, chỉ bằng tay này đỡ chén rượu, liền có lực lượng phủ xuống, chấn áp bản thân không nhúc nhích được, nhất thời bầu không khí của cả đại điện đọng lại. Chỉ có chân ngọc của Hồng Tước Nhi bại lộ ở trong không khí phảng phất như chân phẩm được người tán thưởng trang diện bực này để các tu sĩ thậm chí quên hô hấp không người giống kim ô còn có lòng dạ thanh thản đi thưởng thức chân ngọc bọn họ chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm mưa gió muốn nổi lên phù tô công tử là nhân vật bậc nào ba tùy tùng bên cạnh hán lại là thân phận bực nào con lửa kia còn đỡ nhưng tạc ô lại dám ở đại sảnh đùa dỡn người không sống nổi tuyệt đối không sống nổi bất luận tạc ô có chỗ dựa nào cũng tuyệt đối không sống nổi ngược lại là phương hành thấy cảnh ấy nhìn không được khắc khắc cười xấu xa hận không thể đi lên ông kim ô một cái vẫn là huynh đệ nhà mình hiểu rõ mình cái gì cũng ăn chỉ quyết không thể ăn thiệt thòi người dám chọc cô dâu nhỏ của ta không cao hứng ta liền có dũng khí ở trước đám đông đùa giỡn bảo bối của người cái này gọi là ăn miếng trả miếng ở trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm không biết có bao nhiêu ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía phủ tô công tử thiếp thân thị nữ bị một tạp ô ở trước mặt mọi người xé với đùa giỡn loại khinh miệt này dùng tính tình của phủ tô công tử làm sao có thể nhẫn. Ngươi là đang tìm cái chết. Quả nhiên, phù tô công tử không còn thái độ ôn tồn như lúc trước, ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh, sát khí ngưng tụ. Ở thời khắc này, hắn đột nhiên huy trường, đập xuống bàn nhỏ, chỉ nghe bành một tiếng. Dưới lòng bàn tay thình lình có kiếm khí nồng đậm, trong nháy mắt hóa thành một kiếm long dài mười mấy trượng, dương nanh múa vuốt. Sinh động như thật, ở trong không trung im ắng gào thét, sau đó nuốt về phía kim ô, tay không hóa kiếm long, sát khí như hàn băng. Mạnh như vậy, chiêu kiếm khí hóa rồng này của phù tô, làm kim ô giật nảy mình, oan một tiếng quái khiếu, xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, phương hành bước ra một bước, hai tay lúc lên lúc xuống, chậm rãi vẽ một vòng tròn. Phù tô công tử tâm niệm khẽ động, tốc độ của kiếm long cực nhanh, hơn nữa quán chú linh khí, toàn thân tạo thành đạo đạo kiếm khí sắc bén, mỗi một đạo kiếm quang thật nhỏ, lấy ra đều có được uy lực xuyên sơn đoạn lĩnh cũng chính là dựa vào chiêu này phù tô công tử danh dương kiếm đạo đệ nhất nhân trong hàng tiểu bối đối với hắn tâm niệm khống chế hiển hóa ra kiếm long ngay cả nguyên anh cũng không dám đón đỡ nhưng vào lúc này phương hành lại bước ra dùng tay không đè xuống một tiếng ầm vang thời điểm các tù sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hai tay phương hành đã đặt ở trên đầu long đôi tay này một âm một dương nhất thiên nhất địa mang theo huyền diệu chi lý khó mà hình dung kẹp kiếm long ở giữa giống như không chung xuất hiện một đại ma bàn ma diệt tất cả kiếm khí đi chỉ bất quá theo người khác lại không nhìn thấy cối say tồn tại chỉ nhìn thấy phương hành đưa hai tay ra áo bào xám phồng lên nhưng hai tay bất động cưỡng ép đè đầu kiếm long trong sân vô số tu sĩ giật mình mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dám cứng nhận kiếm ý của phủ tô công tử mà đầu kia quả nhiên giống như trong truyền thuyết thực lực không bình thường trở về phù tô công tử ở trong nháy mắt này hai mắt lạnh thấu xương cũng không tiếp tục cường công mà thấp giọng quát oanh kiếm long quay đầu vậy mà hóa thành một vòi rồng cưỡng ép cuốn lên ba mỹ nhân kéo về bên cạnh hắn mà hắn thì trực tiếp đứng lên đưa tay nắm cổ kiếm sau đó ánh mắt u lãnh nhìn phương hành trong thanh âm mang theo hờ hững tạc ô kia sắc đàm bao thiên lại dám ở trước mặt mọi người bất kính với tùy tùng của ta ta muốn chạm hắn ngươi thật muốn cản ta bất kính lại như thế nào, là ta dạy, phương hành không hề nhượng bộ, nhìn chăm chằm phù tô công tử mở miệng. Mà vì cái gì ta làm như vậy, ngươi phải biết nguyên nhân nha. Ánh mắt của phù tô công tử lạnh lùng, nhìn thoáng qua sở từ, biểu lộ hơi kinh ngạc. Vì một nữ nhân, ngươi dám hổ nháo như vậy, trên mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít có một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút không hiểu. Phương hành thì đột nhiên nộ độ khí vạn trượng, bước ra trước một bước quát đây là nữ nhân của ta. Phù tô công tử giật mình, khẽ gật đầu một cái, như minh bạch cái gì, một thân sát khí ở thời khắc này, từ phong mang tất lộ hóa thành sóng ngầm cuồn cuộn. Trong chuyện này, vỗ là hắn đối lý, trong lòng minh bạch, chính bởi vì mình lúc trước nhất thời nói đùa, mới rước lấy thập cửu để đối chọi gai gắt, mặc dù trong lòng tức giận không chút nào giảm, nhưng trong lúc nhất thời lại không muốn dây dưa tiếp, lo lắng phương hành không biết để ý mặt mũi, ở trên đại sảnh nói ra chuyện này. Trong lúc nhất thời, Tâm hắn bốc lên lửa giận, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên mặt lại sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không nói gì. "Ha ha, chúng ta gặp nhau nơi đây, là vì thương thảo việc lớn, cũng không phải đến xem người hồ nháo." Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên, rõ ràng là thần tử Đại Hoang Sơn cổ thạch, lúc này ánh mắt hắn bất thiện, lạnh lùng nhìn Phương Hành, lại nhìn phù Tô công tử nói. "Tôi thế huynh" ta cũng đã được nghe nói sự tình viên gia các ngươi có một đệ tử ngang bướng, bây giờ hắn đại náo phòng nghị sự, quá vô lễ, nếu ngươi không đành lòng, ta có thể thay ngươi ném hắn ra ngoài, trước đây hắn vừa thu ba ngọn núi, bây giờ liền cố ý giúp đỡ. Nếu không phải sự tình phương hành là thập cử từ truyền ra rồi, mà hắn cũng biết lúc này phủ tô công tử không tiếp tục xuất thủ chính là bận tâm mặt mũi của viên gia, không muốn để người nói đồng tộc tương tàn, nói không chừng đã trực tiếp xuất thủ, ở trước đám đông cởi với giày của người khác tặc ô kia quả thực vô lễ nếu không giết chẳng phải hỏng lễ tiết củ quy thanh âm một nữ tử lạnh như băng vang lên chính là phù dâu cung mặc sầu tiên tử lúc này nhìn nét mặt của nàng đã có phần hơi không kiên nhẫn chán ghét nhìn đám người phương hành nhất là kim ô tựa hồ bị cử động đùa dưỡng hồng tức nhi của kim ô chọc giận lúc này cũng hiện ra sát khí không sai chúng ta đến cũng không phải xem các người hồ nháo sao không đợi hắn ra ngoài nơi này là phòng nghị sự, chỗ này có thể cho phép hạng người vô lễ như thế sao? Trung quanh cũng lục tục ngo ngoe vang lên thanh âm quát tháo, hiển nhiên đều là hạng người tâm hướng phủ tô, cũng có một chút đã xác thật khó chịu cử động của Kim Ô, bọn họ không biết lúc trước phủ tô nói bậy, chỉ thấy Kim Ô ở trước mặt mọi người đùa dẫn thị thiếp của phủ tô công tử, lại chết sống muốn bảo vệ. Hắn, trong lòng đối với đoàn người này đã sinh ra miệt thị. Phương hành huynh đệ, bọn họ nói không sai, đây là phòng nghị sự, chúng ta có sự tình nói sự tình, không phải lúc so đo với ba thị nữ. Đúng lúc này, Hồng Anh tướng quân cũng nhẹ nhàng mở miệng, bất động thanh sắc dẫn chủ đề về. Hắc hắc, đương nhiên là phải nói sự tình. Ánh mắt phương hành bất thiện quét qua phù diêu cung mặc sầu tiên tử, đại hoang sơn cổ thạch thần tử cùng mấy người vừa rồi quở trách mình, nhớ kỹ thủ này, sau đó ánh mắt mới quét qua các tu sĩ, lại lùng mở miệng. Hôm nay tiểu gia ta vốn là tới nói lý, ai kiên nhẫn nói nhảm với các người, Lời nói rõ ràng đi, ta đã quân công thứ nhất, vậy hưu luận thần châu các ngươi chiếm bao nhiêu lãnh địa, cũng nên có một phần của ta, hiện tại nói cho ta biết, lãnh địa của ta ở đâu, có mấy đỉnh núi, được đáp án, tiểu gia sẽ xoay. Người rời đi, hắn vừa nói ra, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, thân muốn dựa vào công trạng phân lãnh địa sao. Ngay cả thần tử đại hoang sơn của thạch cũng lấy không được, cuối cùng là phủ tô công tử từ đại cục suy nghĩ, nhường cho hắn ba ngọn núi, mà con rơi của viên gia, tiểu ma đầu phương hành lại ăn không răng trắng đưa tay muốn chỗ tốt, cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. Có người cho ta hay không? Phương hành lần nữa quát hỏi, tiến lên từng bước một, hùng hổ dọa người. Ha ha, trong đại sảnh vang lên tiếng cười lạnh, nhưng không người chính diện trả lời. Hồng Anh tướng quân cũng mở miệng nói. Phương hành huynh đệ, tha thứ ta bất lực, trước đây Trấn uyên bộ xác thực có mấy phần lãnh địa, nhưng bây giờ sau khi chủ lực của thần châu đến, đã theo công trạng, tướng lĩnh phân ra, cũng có thể nói, ở thời điểm này Trấn uyên Bộ đã giải tán, hiện tại sự vụ của Thần Châu đều do mọi người cộng đồng thương nghị. Lời này của hắn thái độ minh xác, nói thẳng mình bất lực, chuyển rời đáp án đến trên người các tu sĩ. Mạnh ra chúng ta đã từng từ Trấn uyên Bộ được trước lãnh địa, bất quá là công trạng được đến, ai cũng đừng phân đi. Có một nam tử ngồi ngay ngắn ở trên đài cao cười lạnh mở miệng, sau đó cúi đầu uống rượu. Phần đất phong hầu đã định, chẳng lẽ lại còn muốn xáo trộn tất cả phân phối sao? Trò cười, có người cười lạnh mở miệng, là thần từ Hàn gia, hai người này nói, lại đưa tới mọi người gật đầu đồng ý, xem như tỏ rõ một thái độ, càng có người cười nhẹ nói. Nghe nói mười ngọn núi kia, đều không lọt vào tay người ngoài, đồ vật của viên gia còn thuộc về viên gia, các người không tự mình đi thương lượng, lúc này lại đến đòi hỏi lãnh địa với chúng ta, không khỏi quá buồn cười đi. Một câu kia nói chúng tiếng lòng của phần lớn người, Vô số đôi mắt nhìn về phía Phù Tô công tử, trước đây, Phù Tô công tử vì đại cục, tặng ba ngọn núi cho thần tử Đại Hoang Sơn, bây giờ lại biết làm thế nào? Không cần hồ nháo. Phù Tô công tử tự nhiên minh bạch tâm ý của các tu sĩ, cũng không né tránh, hắn tựa hồ suy tính nửa ngày, mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Viên gia là địa phương có quy củ, ngươi vốn là người Viên gia, mười ngọn núi kia của ngươi tự nhiên cũng thuộc về Viên gia, bây giờ mười ngọn núi kia do ta khống chế cùng ở trên tay ngươi lại có khác gì đợi tạo hóa phủ xuống ngươi có thể vào trong đó tìm kiếm tạo hóa đương nhiên chỉ có ngươi mà thôi những bằng hữu loạn thất bát tao kia của ngươi liền miễn đi nếu không phải người viên gia ta không vào được lãnh địa viên ra dứt lời hắn vung tay áo ngồi ngay ngắn lại nhàn nhạt, nhạt quét nhìn phương hành một chút lời nói tới đây ngươi ra ngoài đi ha, ha 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 phương hành nghe lời này lại cười một tiếng sau đó cảm thấy càng hoang đường, dứt khoát mở miệng cười to. Trong tiếng cười, cả sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hắn. Ai muốn cùng ngươi chung hưởng tạo hóa, ta chỉ cần cầm lại lãnh địa lúc đầu thuộc về ta. Trong tiếng cười, ánh mắt của Phương Hành càng thêm âm lãnh, cắt gao nhìn phù tô công tử. Nghe cho rõ ràng, là lãnh địa của ta, không có nửa xu quan hệ với viên gia các ngươi, ta muốn cho ai vào, người đó có thể vào, không muốn cho ai vào, ai cũng không thể vào ngươi đã thừa nhận mười ngọn núi kia ở trong tay ngươi vậy hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đến tột cùng có chịu trả lại cho ta hay không phù tô công tử dùng công trạng của phương hành huynh đệ dù phân hắn mấy ngọn núi cũng không phải là không thể được hồng anh tướng quân mở miệng quay đầu nhìn đại hoang sơn của thạch thần tử một chút cười nói dù sao thà cùng bạn lân cận không tới gần nô. Phù Tô công tử cắt ngang Hồng Anh tướng quân, thần sắc trước sau như một, nhưng lại ẩn ẩn có một chút tức giận, trong thanh âm mang theo lạnh ý, nhìn thẳng Phương Hành. Ngươi nên nhận rõ ràng thân phận của mình, có thể được viên gia tiếp nhận, trở về gia tộc, đã là thiên đại ân tình, bàn về thân phận, ngươi vốn chỉ là chi thứ, gia nô thượng đẳng. Bây giờ ngươi không nghĩ đền đáp gia tộc, chứng minh mình trung thành với gia tộc, để cầu được gia tộc chính thức tiếp nhận, tăng lên địa vị của mình lại vì một tiện tì chạy tới trước mặt ta nháo sự không có phong phạm cổ tộc bây giờ còn có tâm tư đòi lại lãnh địa vô lễ bực này gia tộc cần ngươi làm gì thà cùng bạn lân cận không tới gần gian ô phù tô công tử ôm hận mà phát một câu lại chấn kinh các tu sĩ thật lâu không người mở miệng nếu nói vừa rồi kim ô ở trước mặt mọi người đùa dỡn thị thiếp của phù tô công tử để các tu sĩ loáng thoáng cảm nhận được phù tô công tử có sát ý vô tận như vậy hiện tại phù tô công tử nói không lưu tình chút nào lại làm cho các tu sĩ nhịn không được có chút trở mong phương hành phản ứng mặc dù nói phàm là xuất thân đại gia tộc đều hiểu phủ tô công tử nói là thật nhưng dù lời này thật bình thường cũng không ai dám nói ra đại gia tộc nhân khẩu vô số phân nhánh chi thứ rất nhiều nào có khả năng mỗi người đều là chủ tử trên cơ bản ngoài ba đời thân phận liền không khác gì gia nô thậm chí nói những đệ tử chi thứ đó còn không bằng một số nô tài được thế ở trong tộc bọn họ cũng cần vì gia tộc liều mạng đổi lấy địa vị và tài nguyên của mình, đây cũng là nguyên nhân con cháu chỉ thứ tự diễu mình là gia nô thượng đẳng. mà phương hành đã lâu không trở về gia tộc, bây giờ muốn lần nữa trở về gia tộc, bất luận mặt ngoài nói em tai như thế nào, về mặt thân phận kỳ thật chỉ tương đương chi thứ. phủ tô công tử nói hắn là gia nô thượng đẳng, kỳ thật là nói hắn trở về gia tộc cũng không vào được chủ mạch. về phần phủ tô làm cũng có thể khiến người ta lý giải. hắn cho đại hoang sơn ba ngọn núi, thứ nhất là hóa giải nội bộ thần châu phân liệt đi tới trước mặt thánh nhân, cũng sẽ được khen hán hiểu đại thể, biết đại cục, thứ hai của động kia, không phí chút sức lực thay gia tộc tranh tới một thế lực lớn liên minh có thể kéo dài hơn mấy ngàn năm, thứ ba viên gia chiếm được. Quá nhiều lãnh địa, vốn đã ẩn ẩn bị người căm hận, thậm chí mấy thế gia đạo thống tương đương viên gia, cũng bắt đầu không cam lòng, phù tô nhường ra ba ngọn núi, cũng là hóa giải nguy này cơ, về phần phân cho phương hành, đó lại là một chuyện khác. Vô luận ai cũng không cảm thấy, chỉ là một phương hành, đưa đến tác dụng lại mạnh hơn đại hoang sơn còn nữa phù tô là lãnh tụ của tiểu bối viên gia nếu như cúi đầu với phương hành vậy ở trên mặt sẽ không cách nào nói nổi nhưng hiểu thì hiểu một khi nói ra ngoài vậy thì có trò hay để nhìn một đám tu sĩ thần châu đều nhắm mắt nín thở muốn nhìn tiểu ma đầu làm như thế nào lúc này mới được viên gia nhận mấy ngày lại muốn vạch mặt sao ngay cả kim ô lệ anh hàn anh tiểu bằng vương không không nhi gan to bằng trời cũng nhịn không được mắt hiện sát cơ chuẩn bị giết người dùng bọn họ hiểu rõ nếu phương hành có thể nhịn được mới gọi gặp quỷ bọn họ đã làm xong chuẩn bị hỗ trợ chỉ bắt quá ngoài dự liệu của bọn họ phương hành không có trực tiếp nổi trận lôi đình ngược lại vẫn bình tĩnh như trước thà cùng bạn lân cận không tới gần gia nô nói cách khác ta ở trong lòng viên gia các ngươi chỉ tính là nô tài hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn phù tô công tử bất động thanh sắc phù tô công tử nghe vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nhẹ hử một tiếng, cũng không trả lời. Phương Hành thấp giọng cười, lại nhìn về phía các tu sĩ, lên giọng nói. Còn có các ngươi, biết rõ ta là công trạng đệ nhất nhân, chiếm thái âm hài hiểm địa, còn ở Ma Châu đại náo một trận, giúp các ngươi kiềm chế số lớn nhân mã, không biết giúp các ngươi tiết kiệm được bao nhiêu tài lực, tiết kiệm được bao nhiêu nhân mạng, kết quả bây giờ ngay cả một ngọn núi cũng không chịu đồng ý cho ta. Phải không? Vậy mà nhắc lại sự tình cũ, các tu sĩ tâm lúc buồn cười, không người trả lời, bầu không khí trong sân ngưng trọng mà xấu hổ. Hắc hắc, thương lượng đi, ta cũng không cần mười ngọn núi, cho ta năm tòa được không? Như cảm thấy có chút xấu hổ, phương hành bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cười nói. Phù tô lãnh đạm nhìn hắn một cái, nhíu mày, hình như cảm thấy có chút hoang đường, lại không mở miệng nói chuyện. Ngược lại là hồng tức nhi ở bên người phù tô cười lạnh, thấp giọng quát lên. Nằm mơ, mà các tu sĩ trong sân, cũng không một người mở miệng thần sắc lạnh lùng phương hành bất đắc dĩ hít một hơi lại nói vậy nếu không ba tòa các tu sĩ hai mặt nhìn nhau cảm giác trào phúng ai cũng lười mở miệng phương hành như bất đắc dĩ thở dài nói được 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 ta lại nhường các người một bước chỉ cần một tòa một ngọn núi là đủ rồi để các huynh đệ của ta có địa phương đóng quân có thể lấy chút cơ duyên bằng quân công của ta đây không quá mức chứ hắn lại sẽ nói như vậy, nhất thời khiến cho các tù sĩ cảm thấy đã ngoài ý muốn lại hoang đường, trong truyền thuyết ma đầu kia không phải quen phát lối sao. Sao hiện tại hồn nhiên không có bộ dáng cường hoành bá đạo, ngược lại đáng thương như chó nhỏ, đây là từ bỏ tôn nghiêm cầu xin các tù sĩ cho hắn một ngọn núi sao, không phải là uy thế của phù tô công tử, hù dọa tiểu ma đầu này chứ. Các tù sĩ ngược lại càng nghĩ càng thấy có khả năng, dù sao ma đầu kia bốn phía gặp rắc rối, gây ra không biết bao nhiêu cầu ra, trở về viên ra, đúng là một phương pháp tránh họa tốt chỉ bất quá hắn vốn cho rằng viên gia sẽ coi trọng quân công và thanh danh của hắn cho hắn càng nhiều bao dung lại không nghĩ rằng phù tô công tử một câu xé đi loại ngụy tượng này để hắn cảm thấy mình không được coi trọng khi thế liền yếu đi phương hành huynh đệ nếu ngươi thật cần tộc ta còn có bốn ngọn núi nguyện phân ngươi một tòa lúc này hồng anh tướng quân cũng tưởng phương hành là thật không có biện pháp thở dài một tiếng mở miệng nói một câu nói kia lại dẫn tới các tu sĩ chấn kinh. Triệu Hồng Anh tướng quân cũng quá hào phóng đi, triệu gia bọn họ không giống viên gia, có 14 bốn ngọn núi, chỉ có bốn tòa, lại nguyện ý để một tòa ra. Hắn không sợ gia tộc trách phạt sao, nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành nghe, lại quay đầu nhìn hắn nói. Tính ngươi tư nhân tặng cho ta, Hồng Anh tướng quân giật mình, gật đầu nói. Không sai, Phương Hành nở nụ cười nói. Tâm ý ta nhận, nhưng núi trước không cần. Dứt lời, lại nhìn về phía các tu sĩ và phù tô công tử, lên giọng nói. Các ngươi thật sự một ngọn núi cũng không cho ta sao. Lúc này các tu sĩ đã đoán không ra phương hành đang suy nghĩ gì, thậm chí có người ẩn ẩn đang nghĩ, hắn có phải điên rồi không? Rõ ràng Hồng Anh tướng quân đã nguyện ý cho hắn một ngọn núi, sao còn ở nơi này lại nhài lắm hiểu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn lúc này, vẫn hận không thôi, nhưng trên mặt lại mang theo tiếu dung, đang đằng sát khí, lại cố ý giả bộ như bình tĩnh, càng làm cho người cảm thấy trong lòng không chắc. Chúng ta vốn là thương nghị việc lớn, sao lại để tên điên kia ở chỗ này mò mẫm quấy dày, đuổi hắn ra ngoài đi. Thần tử đại hoang sơn cổ thạch quát lạnh, cao giọng đề nghị. Cuồng đồ này nhất thời quấy rối, cũng nên để hắn lui xuống. Phù diêu cung mặc sầu tiên tử cao mày nói, biểu lộ không vui. Tiểu cửu ca, chúng ta đi thôi ngay cả sở từ cũng kéo lấy cánh tay phương hành thấp giọng khuyên nhủ nhìn bộ dáng của phương hành nàng có chút đau lòng tiểu tổ nói nhảm nhiều như vậy làm gì bọn họ không trả liền đánh tới bọn họ trả ở thời khắc này tiểu bằng vương cũng nhịn không được xét kim mô kêu lớn đúng xét chết bọn họ lệ anh cũng hét lớn thêm gió thêm lửa ngay cả hàn anh và vương quỳnh cũng lộ ra chiến ý chuẩn bị xuất thủ ngược lại là kim ô vào lúc này trong mắt xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu bằng vương, không không nhi, các ngươi đi theo một người điên hồ nháo cái gì, còn không mau trở về, trong góc đại sành, chợt có một người quát lớn, là yêu địa hồ tiên cơ, lúc này lạnh lùng hét lớn. Tiện tì, có chuyện gì của ngươi, im ngay, sắc mặt tiểu bằng vương giữ tợn, hung hăng trừng hồ tiên cơ một cái, lửa giận vô tận. Người ngay cả hồ tiên cơ cũng không nghĩ tới tiểu bằng vương sẽ nói chuyện với mình như vậy nhất thời giật mình không kịp phản ứng nửa ngày sau nàng mới tức giận quá tùy ngươi hiện tại không chịu trở về chúng ta tranh được tạo hóa cơ duyên sẽ không có phần của cô nhận sơn phù tăng sơn đại thánh sơn cùng vô ảnh sơn các ngươi các ngươi sẽ phải hối hận nghe lời này con mắt của đạo tử vô ảnh sơn vòng vo sau một hồi lâu vẫn than nhẹ một tiếng không có nói chuyện các ngươi không chịu cho ta, vậy ta, phương hành quét qua hết thảy mọi người, sau đó mở miệng cười, thanh âm chậm chạp. Tên này muốn động thủ, oanh. Trong sân không biết bao nhiêu tu sĩ nhảy dựng lên, dùng đại hoang sơn của thạch đạo tử cầm đầu, từng cái sát cơ dập dờn, dù sao trong phòng khách này đều là cao thủ tuyệt tình, cơ hồ có thể đại biểu cả thần châu, bây giờ đồng thời tăng lên khí thế, kia là cực kỳ kinh khủng, như uông dương đại hải thâm bất khả chắc. Ngay cả Nguyên Anh tới nơi đây, cũng sẽ trực tiếp quỳ mà thời khắc này đám người kim ô cũng vội vàng tăng lên khí thế nhưng rõ ràng yếu hơn nhiều mặc dù bọn họ đều được cơ duyên tạo hóa nhưng lúc này còn chưa đủ cứng đối cứng với toàn bộ thần châu nếu thật muốn động thủ trong đại sành có một nửa người xuất thủ cũng có thể tùy tiện chấn áp bọn hắn dù sao nội tình của thần châu vẫn rất bất phàm chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ nâng khí thế lên đỉnh điểm phương hành lại nói vậy ta liền đi dứt lời hắn chấp hai tay quay người đi ra ngoài đại sành cũng không quay đầu lại chỉ có trong miệng thấp giọng nói mẹ nó một ngọn núi cũng không cho ta các tù sĩ ngẩn ngơ biểu lộ cực kỳ cổ quái tiểu ma đầu đi đây là tiểu ma đầu hùng ác điên cuồng kia sao như vậy liền đi dù sao thanh danh của phương hành quá thịnh cho nên nhìn thấy hắn dễ dàng từ bỏ như vậy các tù sĩ đều có loại cảm giác không thể tin được hà ha, ha cái gì ma đầu bất quá giống như con chó, mới dọa một chút đã bị hù chạy, trong đại sảnh, qua thật lâu cổ thạch mới cười lạnh. Quả nhiên không sai, nghe danh không bằng gặp mặt, thanh danh của tiểu ma đầu kia, xem ra chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Cũng không nhìn hôm nay nơi này là trường hợp nào, xem như hắn là ma đầu, cũng phải cúi đầu nhận thua. Trong từng tiếng nghị luận, đám người tiểu bằng vương biệt khuất tới cực điểm, nhất là nhìn thấy đám người hồ tiên cơ cười trên nỗi đau của người khác, càng giận không chỗ phát tiết, bất quá thế cục như thế ngay cả phương hành cũng nhận thua và họ không có khả năng tự tiện tiến lên khiêu chiến đành phải buồn dầu lui ra khỏi đại sành ngược giống như đè ép một ngọn núi hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài mà lúc này phương hành còn đang không ngừng trách móc mặt không biểu tình ngoá nó một ngọn núi cũng không cho ta